Chào các bạn nha, cái kênh của mình nha. Hiện tại giờ cũng 5 giờ sáng rồi bạn. Mình đi đánh đi kích cũng được mớ cá rồi bạn. Nhưng mà tối mình ngủ quên, không có sạc điện thoại nên có quay lúc đó mà không có điện thoại quay cho các bạn xem nha. Hiện tại mình mới về bạn. Lấy điện thoại mình quay cho các bạn xem nha. Rồi, bắt đầu nha các bạn. Thử hôm nay kích thử coi có cá gì không. Vườn mình thì mình kích cũng nhiều bạn, chắc cá lóc cũng không còn các bạn. Đi các bạn. Thì đây nước cạn quá các bạn. Mình không biết con gì nó quặn đục ngầu quá các bạn. Không biết con gì nữa. Thôi đừng cá rô mẹ các bạn. Con cá rô nha các bạn. Con cá rô nha các bạn. Hấp rồi các bạn. Tài đang sáng nha các bạn. Mình quay chắc cỡ chút xíu nữa là tài sáng nha các bạn. Hôm nay không biết có cá lớn để quay cho các bạn xem không nè. Giờ tối mình quay chắc không có được rõ nha các bạn. Bạn thông cảm nha. Thì có ca dược đầy các bạn ơi. Ngay cái mũi giật của mình nè bạn. Con cá gì trong hang nè. Cá rô quá các bạn. Ồ được con cá rô các bạn. Mương hởm gà mình chích cũng nhiều rồi nha các bạn. Cá cũng ít rồi. Hôm nay chắc mình làm chắc cũng cái chục ký được rồi nha các bạn. Trời đang sáng nha các bạn. Wow, cá mè bự quá. Bắt hai cá mè luôn nha các bạn. Mương mình cá mè nhiều lắm các bạn. Các bạn cá mè bự đó các bạn. Hai ba ngón thôi các bạn. Ô chết đây. Ngẫu cá mè. Sao vậy, sao liền với mương rồi vậy? Dấu kịp chìm hết các bạn ơi. Khả đi các bạn ơi. Mưng nhà mà các bạn. Do mình cũng mới làm YouTube nên mình không có kinh nghiệm gì nhiều nha các bạn. Bạn thông cảm nha. Về máy quay đầu mình cũng không có chưa đầu tư các bạn, chưa có kinh phí đầu tư nha các bạn. Ồ có cá bự các bạn, bự ơi. Cá gì sôi tim mà không biết phải cá rô này không nữa.
Trong hang này có cá rô nha bạn. Cái hang này không tự ngoài mương vô cái hộc rồi nha bạn. Để mình ngâm chút xíu rồi mình mò vô mình bắt được mấy bạn. Rồi mình xuống mò nha bạn. Thử được con gì nha. Đựng cá rô đầu tiên nha các bạn. Hai con nữa các bạn. Nhà bên này khá cá rô nha các bạn. Sạc bắt luôn. Tìm được con cá rô nha các bạn. Vô rồi bạn ơi. Tại vườn mình không đánh thì người khác cũng đánh hết trơn các bạn. Mình la hoài cũng không được rồi. Mình hò cho hang coi có không à. Cây dao mình tung đây coi trời. Con nha các bạn. Tên các bạn để đục mình chứ không thấy đường các bạn. Ở đây mình mò thử coi. Ở đây cái miệng hang nữa. Ê, nó chạy ra rồi. Ê, này có cá rô bự các bạn. Ủa nó còn sống nó chạy luôn các bạn. Ở tỉnh này. Không sao không sao. Nó chạy vào đây các bạn, để mình bắt lại các bạn. Chết xong xuống mò lại nha bạn. Nó trong hang nha các bạn. Hang này nhìn bề ngang chắc có mét mấy nha bạn. Hơi xa nên thò tay không tới cũng giật đó. Nó chạy vô con kia luôn các bạn. Rồi bắt được rồi bạn. Do mình vừa quay vừa chích nên quay không có người mò cá các bạn xem nha. Xem cũng hơi lâu các bạn thông cảm nha. Nãy giờ được mớ rồi nha các bạn. Rồi tiếp giờ đánh trong chích trong kia các bạn. Nó dột đó hết các bạn. Nó có chích chắc mò nữa các bạn. Tại nãy giờ nước đục các bạn không thấy đường các bạn. Tại đây nước cạn nữa các bạn. Nên nó quẩn cái đục ngầu các bạn. Gì mất tiêu rồi. Ồ dữ lắm rồi các bạn. Mò các bạn. Ồ có cái gô, có cái gô à. Để mình ngâm hết cái này xuống mò luôn các bạn.
Nãy mình lội thấy nó đục ngầu rồi, không thấy dần vớt. Vớt được mấy con mà bỏ thôi vậy, bắt tay cho sướng. Rồi xuống mồi các bạn. Cá rô nha các bạn. Thôi con này nó suy dinh dưỡng nè các bạn, ui nó dày sọc à. Rồi chào các bạn, đợi đón xem video tiếp theo của mình nha các bạn, xem cái kết nha các bạn.